Tôi mua cái mẹt ở đây này. Mua cái mẹt ở của bọn con vàng con đỏ đi đâu cũng được người ta nhớ con. Ai cũng đều nhớ nó. Lâu ngày gặp lại là có gì lâu thế. Đi đến chó nữa ấy. Nên là quan trọng mọi người nói tới nó nhiều khi cũng sạch hơn nhiều người tắm rửa suốt ngày. Nó vừa nhọc lắm. Nhưng mà không nên dùng nước ngoài đúng không? Không, nó không chịu ấy. Không nên, nhanh không nên dùng nước ngoài. Nó không chịu cái mùi nước hoa đâu. À vâng. Thế có lần hôm nay con nhớ là có lần nó dùng nước hoa rồi. Có một lần dùng không được. Khó chịu, bực lắm. Vâng. Bởi vì mũi của chó nó rất là thính. Ừ. Nó thính lắm, mấy chục lần mũi mình. Thế là phải dùng cái xà phòng riêng của nó. Mình ngửi mình thấy thơm nhưng mà nó ngửi là cực kỳ nhiều mũi. Mình cứ tưởng tượng cả chai nước hoa đổ mũi mình thì mình sẽ khó chịu ngay. Bất kể là mùi gì nó thơm hay không. Chỉ là tắm cái loại xà phòng riêng. Mà bản thân chó nó đã có cái mồ hôi của chó rồi. Thì chịu thôi. Mình yêu thương nó thì mình chịu cái mùi của nó thôi. Nó phải có một tí. Bây giờ nó đánh đá như thế này này. Nó mà nhìn thấy một con chó đang ở ngoài kia này, vào trong xe này là nó sủa ầm lên. Chứ ngày trước nó không thế đâu. Bây giờ tự nhiên là nó lại Người chứng rất đánh đá. Cả hai con leo lao lên. Hai con gái ạ? Hai con gái cả. Còn cái con Bi dạo này bố không thấy nữa, xuất hiện. Mà bố vừa đi cái nó chạy ra chào nó. Nó chạy ra luôn, hả? Con Bi nó thế nào? Bi nó vẫn nhút nhát ghê. Chứ nó vẫn nhút. Bằng ấy tuổi rồi, 8-9 năm rồi chứ. Nhưng mà thế, nó khôn thế, đến lúc nó đi nó mới còn sống, quay về. Chứ nếu phải anh Mèo thì đi mèo. Chuyến đấy thì chắc chắn là mất. Mèo quá dặn người. Thế à? Mèo nó dặn người lắm. Nó cứ nghĩ là nó đầu gấu ấy thì mọi người không, nghĩa là ai làm gì đó nó đánh ấy. Nhưng mà cái đấy của nó không, chẳng qua là người nhà này không đem đánh nó thôi. Không ai làm gì nó. Con Bi nó kỹ lắm. Bi đồ ăn Bi... đồ ăn phải bao giờ mèo ăn xong thì Bi bia Bi ngửi. Còn mèo thì cứ cái gì bông ăn là nó sẽ xin. Xong ngày xưa thì thế, còn bây giờ thì không, thậm chí không cần phải qua bông nữa. Ai cho gì cũng thấy thích là nó sẽ ăn. Con Bi nhiều lần nó nhảy từ cửa ra một tiếng kinh. May cái thèm của nó rộng. Chỉ bởi vì nó rộng nó hay nhảy thế. Ừ, nhảy thoăn thoắt. Nó nhảy từ trong cửa veo ra một cái. Xong lại chạy quặt đi luôn. Nhìn khiếp. Nên là mình cũng không dám gọi nó vì sợ nó lại kiểu như là nó sợ quá. Lại nhảy cái nữa thế đâu. Có lần cả cửa phòng bên nhà anh Phúc đóng. Bên bố cũng đóng, là cứ thập thà thập thà. Thế là bố mới mở ra cái ô dừng vào. Thích quá. Không dám nhảy ra ngoài. Ừ. Nó chỉ được mấy hôm thôi. Đâu, ngày trước nó ra suốt rồi. Ngày trước là ngày nào cũng ra, đến sau đấy là cũng đỡ ra. Sau cái vụ đấy là có thể chỉ về sợ hay sao? Không biết sợ mà. Hoa trà quán bên nào? Bên khách sạn. À đây cũng hoa trà quán đúng không? Vâng, đây là hoa trà quán. Hoa trà quán đây. Đây là đằng sau nhà mình đây này. Chỗ này là đằng sau nhà mình đây này. Đúng sau nhà mình luôn đấy, thông sang đây mà. Chiếc nó chưa xây kỹ, mình đứng ở trên sân thượng nhà mình để nhìn sang đây mà. Ngon lành luôn. Vẫn pháo hoa
là nhảy lên chân tượng. Ngày xưa thì hay ăn nào bún đây, bún thang bên này, phở, nấu rút như thế đây. Cái phở nhà ông Cường này bây giờ ông mở thành một cái network đấy, thương hiệu đi khắp nơi, có tên ông, ảnh của ông luôn. Mà lại rất ngon. Ừ, phở rất ngon mà có thể đậu xe ô tô đây luôn, không có vấn đề gì. Bố toàn đậu xe đây ăn, hay là ông bà hay là có hôm thì gặp chị của anh ông Dũng. Ôi, để vòng qua đây xem nhà hàng số Yến nha. Chỗ này nó có một cái là cứ chèo kéo gửi ô tô còn đấy, vừa nói hết câu xe không chị ơi mà nó lao thẳng ra đầu mũi ô tô mình ấy. Nói sao? Nó cứ bây giờ có một cái đội ngũ nó cứ đứng ra nó gửi ô tô buổi tối thứ bảy chủ nhật thôi, tối thứ sau thứ bảy chủ nhật là nó kiếm mỗi tiền thôi, chắc là nó cho phường một ít thôi. Cho phường nhiều, cúng phường nhiều đấy. Cản trong ô tô rất nguy hiểm. Còn cái nhà bên 42 này không biết nó làm cái gì đẹp như vậy mà nó đâu quá. Đâu nhà nào đâu? Đây sắp đến rồi đấy, nhà 42. Con rể ông Tài Thu mua đấy. Trước nó có một quán hàng nó bán gì đấy, bây giờ nó thứ nó bán thêm một cái nhà bán hàng đẹp thế. Đây 36 nhá, 38 nhá, 40, 42 kìa. Ngày xưa là cụ cứ đứng quét cả trước đây. Nhà đây bây giờ cái cô Lan Anh không biết cô còn bán hàng không. Bố không thấy, chắc là đi đâu rồi. Bố vẫn còn số điện thoại. Chứ muốn bán được cái vỉa hè này này. Đấy, 42 đóng cửa đi. Rất là phí. Thấy không? 42 đóng cửa. Có vẻ con Lộc nó muốn bán được. Con thấy buôn bán này Lộc quan trọng lắm. Ừ, cái đất rất quan trọng. Nhà đấy từ cái thời Bác Ngọc ấy, cái nhà ở dưới bán tủ, cha bán không? Cha nó bán được à? Ừ. Hiếm hoi mới bán được cái gì? Cái nhà đấy là nhà mình bán tiền cũng thế thôi. Nhà Bác Ngọc đang chọn nhà có gì? Đâu, đấy nhà của cụ để lại. Không, nhà cái nhà Việt Tiến cơ ạ, không Thiên đấy. Không phải ở đây, không phải chọn nhà. Nó là bản thân nhà, nó chỉ phản ánh gia đình. Chủ nhà hả? Ừ. Đấy là chủ nhà nào mà họ hiền lành phúc hậu ấy. Sởi lời á. Sởi lời.